Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang lau cây bút. Đẹp không em? Quá đẹp luôn anh ơi. Ủa cây bút bằng gì vậy anh? Bằng vàng nguyên khối AU750. Wow. Wow, sao em? Cái này ý em muốn gì? Em hỏi gì? Em có thể hỏi là bao nhiêu tiền được không? Vậy thì bao nhiêu anh? Em đoán thử là bao nhiêu? Đẹp như vậy chắc em đoán tầm khoảng 200 anh nè. Trên 200. Wow. Trên 200 triệu đồng cho một cây bút bằng vàng nguyên khối AU750. Ủa anh, em nhìn cái bút có hình gì đúng không anh? Đúng rồi em. Đây là hình của Phật Quan Âm, được mình tỉ mỉ, tinh tế từng chi tiết để làm nổi lên trên phần của nắp bút này. Và cái bút này là mình làm cho một vị khách hàng rất đặc biệt của Kỳ Lân mình. Hiện tại thì cái bút này là cây bút dùng ruột bi nước. Cái ruột này là mình mua của hãng Mông Lân. Khi mình dùng hết mực thì mình chỉ việc tháo ra, mình thay ruột là xong. Mình chỉ việc vặn cái đầu nắp ra như thế này. Đây là phần ống thân bút dưới, còn đây là phần nắp bút ở trên. Và mình chỉ việc là mình vặn cái ruột bút ra thôi. Tại vì cái ruột bút của hãng Mông Lân này có thiết kế là cái đầu ren vặn ở đây, để mình vặn vào bên trong cái ren, trong cái ống của cái phần đầu bút này. Thì trước đây mình dùng bút máy nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ thì xu hướng là dùng bút bi nước như thế này. Hãng Mông Lân này có ruột bút bi thuần và bi nước. Bi nước thì viết rất nhẹ, ký rất chuẩn và rất êm tay, nên là bi nước này được sử dụng rất là nhiều. Và thường hãng bút Mông Lân này được rất nhiều những doanh nghiệp lớn và thậm chí là những nguyên thủ quốc gia dùng để ký. Ủa anh, cái ruột bút này nó bao nhiêu tiền anh ha? Thường hộp bút này á, khi mà mình mua thì tầm hơn 500.000 một hộp, và một hộp sẽ có 3 ngòi. Mình chỉ việc là mình thay hết, rồi mình tháo ra, mình thay ngòi khác vào là xong, rất nhanh. Ở đây là cái Phật Quan Âm được mình chế tác theo yêu cầu của khách hàng. Vậy em cũng muốn hỏi anh là cái mặt Quan Âm này mình có thể làm thêm mặt khác nữa, hay là bất kỳ cái biểu tượng gì hay là họa tiết gì cũng được, em có thể hỏi anh rõ. Vậy thì ngoài mặt Quan Âm ra mình có thể làm bất kỳ cái họa tiết nào cũng được đúng không anh? Đúng rồi, em yêu cầu anh là logo của em nè, hoặc là cái tên của em nè, hoặc là cái biểu tượng họa tiết mà em thích nè, hoặc là một cái gì đó mà ý nghĩa nè, anh có thể làm y xì hình hay là cái kiểu mà em muốn. Cái bút vậy đã hoàn thiện chưa anh? Hiện tại là 80% hoàn thiện em, bởi vì cái bút này mình sẽ còn hoàn thiện thêm vài chi tiết sau nữa. Đầu tiên là ở trên đầu này, trên đầu nắp bút này mình sẽ gắn một viên kim cương 5L nước đi VVS One theo cầu của khách hàng. Và phần này mình sẽ làm một cái logo nổi 3D của khách hàng lên. Và phần thân của ống bút cầm này mình sẽ làm tên của khách hàng nổi lên đây nữa, là hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Và hãy đón xem clip tiếp theo, Kỳ Lân sẽ review chi tiết về cái bút đã hoàn thiện, gồm có viên kim cương 5L trên đây, logo của công ty ở đây và tên được làm nổi trên thân ống bút này. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.